Chào các em. Để đáp ứng yêu cầu của nhiều học sinh cũng như nhiều phụ huynh học sinh, thì thầy sẽ đăng cái video hướng dẫn cái cách mà chúng ta đăng ký các cái lớp học online của thầy Luận. Đó. Thì thật ra nó cũng đơn giản thôi các em. Các em luôn nhớ cho thầy cái trang web của thầy tên là buinguyenluan.com ha. Rất là dễ nhớ. Hoặc là các em lên trang mạng Google, các em gõ Bùi Nguyên Luận là nó ra liền à nha. Đây, có nhiều con đường để dẫn tới trang web của thầy. Nếu các em nhớ được cái trang web là buinguyenluan.com à, thì các em vô thẳng luôn à. Còn không thì các em vô Google, các em gõ Bùi Nguyên Luận ha, là nó ra ngay cái trang đầu tiên luôn các em này. Cái địa chỉ buinguyenluan.wordpress.com các em cũng dùng được, nhưng mà thầy rút gọn lại thành buinguyenluan.com cho nó dễ nhớ. Rồi các em nhấp vào đây, rồi các em tìm cho thầy cái dòng là hướng dẫn đăng ký các lớp học online của thầy Luận ha. Các em nhấp vào đó, thì nó sẽ có cái giới thiệu như này này. Đó, bây giờ nó có hai cái khóa học. Một là học thêm toán truyền thống bình thường. Đó. Học thêm toán này là học thêm toán y như ngoài đời luôn. Tức là một tuần cũng 2 hoặc 3 buổi ha. Rồi các em cũng mang sách, mang vở đi học, rồi thầy cũng giảng y như là ở ngoài đời giảng thôi. Chỉ có điều là thầy trò chúng ta không có trò chuyện trực tiếp với nhau được thôi. Chứ thực ra là mình online, tức là không chạm vào nhau được thôi. Thế thực ra thì vẫn là như là học ngoài đời thôi các em nhé. Hiện tại là thầy mở khóa học thêm toán hè. Nó diễn ra trong 3 tháng. Thì muốn đăng ký học toán hè thì các em nhấp vào đây. Còn nếu các em muốn luyện thi VMix giải toán trên mạng thì các em nhấp vào đây. Nhưng mà thầy có lời khuyên là nên học kiến thức toán cái đã. Kiến thức toán các em phải nắm nắm cơ bản, ít nhất phải nắm cơ bản nè, và sau đó là mình mới nên tiến qua học VMix. Chứ học VMix mà mình không hề biết gì về kiến thức toán thì nó khó chịu lắm ha. Thì thầy khuyên các em nên học song song, tức là mình học cỡ 2 tuần 3 tuần học toán rồi thì bắt đầu mình mới mở V1 ra mình coi. V1 là luyện giải toán trên mạng, cái khóa đầu tiên đó. Rồi mình học thêm kiến thức nữa thì mình mới coi tới V2, học thêm kiến thức nữa coi tới V3, học thêm nữa thì mình coi tới V4 ha. Đó, bây giờ muốn đăng ký học thêm toán hè thì cầm nhấp vô đây. Đó. Nó sẽ ra cái bảng đăng ký. Các em nên dành thời gian các em đọc. Đọc một xíu thôi. Cái địa chỉ web của thầy đây nè. Còn cái điện thoại thầy gọi bất cứ lúc nào cũng được. Đừng có gọi nửa đêm là được rồi ha. Rồi. Đầu tiên các em gõ họ tên của các em, ví dụ như là Nguyễn, Nguyễn Văn A chẳng hạn, Nguyễn Văn A, Lý Thị B, Phan Văn C gì đó. Sau đó là các em gõ cái hộp thư Gmail của các em, ví dụ như là Nguyễn Văn a@gmail.com. Bắt buộc phải là như thế này nha. Hộp thư của các em có nhiều em là không đặt tên, mà ví dụ như là đặt anh VIP đẹp trai chẳng hạn, anh VIP đẹp trai @gmail.com. Nói chung là các em phải gõ cái đuôi gmail.com cho thầy. Thầy không chấp nhận các cái hộp mail khác nha. Ví dụ như hộp mail Yahoo hay là hộp mail Outlook hay là hộp mail XYZ gì đó vân vân. Hệ thống của thầy không chấp nhận hộp mail đó. Các em bắt buộc phải tạo cho mình một cái hộp thư gmail.com thì mới tham gia học các cái lớp học của thầy Luận được. Hãy nhớ điều đó. Số điện thoại thì nếu các em có số điện thoại riêng thì quá tốt, còn không thì các em lấy số điện thoại của ba hoặc mẹ, ví dụ như là 0903 000 111 đó, số ba chẳng hạn đó, ví dụ vậy ha. Thêm số mẹ nữa càng kỹ ha, ví dụ như là 0625 321 789 chẳng hạn, đấy là số điện thoại nhà ha, hay là mẹ hay là nhà gì đó tùy. Một số được rồi, miễn sao thầy
thầy có số điện thoại để thầy gọi cho các em khi cần thiết là được nhé. Và thầy sẽ gọi cho các em đó. Khối lớp sẽ học sang năm. Bây giờ đang là mùa hè, giờ sang năm các em là học lớp 7 thì các em tích vô đây. Đó, hoặc là sang năm các em học lớp 9 các em tích vô đây. Trường ví dụ như là trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo chẳng hạn, ví dụ đi, ví dụ vậy thôi. Huyện ở tỉnh nào đó, ví dụ như là huyện huyện Đức Trọng. À, huyện Đức Trọng chẳng hạn. Tỉnh Lâm Đồng. À, tỉnh Lâm Đồng. Đó, hoặc là bạn nào không phải ở huyện mà ở thành phố nào đó, ví dụ như là ở quận quận 9. À, thành phố Hồ Chí Minh. Thế thôi. Rồi bây giờ ví dụ như các em trên này là các em tích vào lớp 9 đúng không? Có nghĩa là năm nay các em đang là lớp 8 học lên lớp 9. Thì các em đăng ký là khóa học thêm môn toán lớp 8 lên lớp 9. Đó. Còn tiếp theo cái quan trọng nè. Khóa học hè chỉ diễn ra trong 3 tháng thôi, 6, 7, 8 là hết. Và thầy sẽ cố gắng cung cấp càng nhiều kiến thức càng tốt. Thông thường là thầy sẽ gần như là hết học kỳ 1. À, những kiến thức cơ bản, sơ bộ và nâng cao. Thì trong 3 tháng này giờ có hai cái chế độ đóng học phí. Nếu các em để chọn đóng từng tháng á, thì tháng 6 này các em đóng 100.000. Rồi qua đầu tháng 7 các em lại đóng tiếp cho thầy 100.000 nữa. Qua đầu tháng 8 lại đóng tiếp 100.000 nữa. Và các em nhớ là phải đóng nha. Không đóng là hệ thống nó tự phát hiện ra là nó không có gửi bài cho các em đâu. Đó. Như vậy là nếu đóng từng tháng thì mỗi tháng em đóng 100.000. Cứ đầu tháng em đóng, thường thường mùng 6 em đóng. Còn nếu các em không đóng thì hệ thống nó phát hiện, nó sẽ phát hiện ngay, nó tự động hết kìa, nó sẽ không gửi bài cho các em. Còn nếu các em không thích đóng từng tháng thì các em đóng một lần. Nhưng mà thầy có khuyến mãi kiểu như thế này nè. Nếu các em đóng 3 tháng một lần, tức là đóng cả mùa hè, thì các em không phải đóng 300.000 mà các em chỉ đóng 200.000 thôi. Đó, vậy thôi. À, nếu đóng từng tháng thì phải đóng 100.000. À, còn đóng cả khóa hè các em đóng chỉ 200.000 là... Tóm lại giờ các em đóng 200.000 là các em được học cả mùa hè này. Vậy thôi. Như vậy các em quyết định hỏi bố mẹ. Tất nhiên cái này các em phải hỏi bố mẹ. Chứ mình làm gì có tiền. Mình đang phụ thuộc vào bố mẹ mà. Nếu các em mà không có tiền các em đóng, thích đóng từng tháng thì các em nhấp vô đây. Còn nếu các em thích đóng cả khóa hè thì các em nhấp vô đây. Đó. Mà nếu các em đã chọn đóng cả khóa hè thì ở dưới các em phải đóng 200.000 nha. Còn đóng từng tháng thì các em đóng cứ đầu tháng các em đóng 100.000 là được. Còn nếu đã chọn đóng cả khóa hè ở phía dưới sẽ đóng 200.000. Các em không có lừa được hệ thống, thầy nhắc lại. Ở năm ngoái thầy dạy học thì có rất nhiều em cố gắng lừa hệ thống nhưng mà không có lừa được. Mà ai làm thế, các em học phí nó cũng đâu có bao nhiêu đâu, chủ yếu là thầy lan tỏa kiến thức thôi. Thì đừng có cố gắng lừa hệ thống, nó sẽ phát hiện ngay lập tức à. Bây giờ để nộp tiền như thế nào thì có hai cách. Nếu các em nộp qua thẻ điện thoại thì các em nhấp vô đây. À, thì các em đi mua một cái thẻ điện thoại. Thông thường á là thẻ Mobi hoặc là Vina hoặc là Viettel, ba loại này thôi. Mua về các em cào ra. Cào nè, cào nè, cào nè. Thì cái số lộ ra sau khi mình cào ra thì cái số đó người ta gọi là số pin hay là mã thẻ đó, mã thẻ còn gọi là số pin. Còn ở phía dưới nó có cái số series. Đó, gọi là số series. Đây, thẻ Vina thì nó nằm ở chỗ cái mã vạch đó là số series. Thẻ Viettel nó nằm bên này. Đừng có nhầm giữa số pin và số series nha. Số series nó nằm sẵn trên thẻ, không phải cào. Còn số pin là các em phải cào cái lớp bạc nó mới lộ ra. Rồi, nếu các em nộp qua thẻ điện thoại thì các em bắt buộc phải nhấp vào đây cho thầy. Đó. Cái này là cái quan trọng nè. Nhiều em là không nhấp vào đây để nộp mà lại gõ ở phía dưới này là nó phiền phức lắm, nhiều lúc dẫn tới mất thẻ lắm. Nếu các em đã quyết định nộp học phí qua thẻ điện thoại thì các em nhớ nhấp vào cái dòng xanh xanh này. Sau khi nhấp vào dòng xanh xanh này, nó sẽ hiện ra một cái bảng, ha, một cái bảng để các em nạp phí. Đó, ví dụ như các em mua cái thẻ Mobi chẳng hạn, các em mua cái thẻ Mobi. Là cái mã của nó, mã pin nè, số series nè. Thì các em nhấp vào đây, Mobi, Mobifone ha. Mobi trên này, các em nhấp vào đây.
mã pin là các em gõ cái số 1379 vô đây này, gõ vào đây. Còn cái số số series ở dưới đó, thì các em gõ vào đây, gõ liền nhau liên tiếp nha, không có gạch ngang gạch dọc gì hết đó. Gõ liền nhau liên tiếp, bỏ mấy gạch ngang này đi. Gõ đây xong rồi, ở dưới này nó có chữ là chữ gì thì các em gõ chữ đó, EOGO, EOGO, rồi các em bấm gạch thẻ là xong, là coi như là mình nộp xong. Nhớ là phải ấn cái này nữa nghe. Thì lúc đó trên này nó sẽ báo là nạp thẻ thành công 100.000 hay là 200.000 gì đó. Có nhiều em lại đi nộp 10.000 là lừa hệ thống, là nó cũng phát hiện à. Nếu nộp như vậy là các em sẽ mất luôn 10.000 đó, nhớ nha. Đó, nhớ nộp bằng thẻ điện thoại thì các em nhớ nhấp vào đây để nộp. Và sau khi nộp bằng thẻ điện thoại xong thì các em kéo xuống dưới đây nè, phần này là phần bắt buộc nha. Thì các em gõ lại cái mã pin và cái số seri của cái thẻ mà các em đã nạp. Ví dụ các em nạp một thẻ 200.000 đó thì các em gọi đây. Còn giả sử các em nạp bằng hai thẻ, mỗi thẻ 100.000 thì các em gõ cái thẻ thứ nhất số pin và số seri trên này, thẻ thứ hai số pin và số seri trên này. Đó. Không hạn chế số lượng thẻ nạp và loại thẻ nào, miễn tổng giá trị các thẻ đúng bằng học phí quy định phải đóng là được các em nhé. Đó là nộp bằng thẻ điện thoại. Vậy sau khi nộp bên này thì các em nhớ trở lại đây để khai báo dưới này các em nhé. Còn những em nào mà không nộp bằng điện thoại mà nộp qua chuyển khoản ngân hàng thì cái này thường thường nếu ba mẹ các em có tài khoản ngân hàng á, là mà tích hợp ở trên điện thoại á, thì làm cái này rất đơn giản, khỏi phải đi mua thẻ này nọ. Thì các em cứ nói ba mẹ lấy cái điện thoại, lấy cái ngân hàng trực tuyến ở trên điện thoại đó, các em chuyển qua một trong ba tài khoản này. Đó. Sau khi chuyển khoản thì nhớ nhắn tin qua điện thoại cho thầy. Nhắn tin về cái số điện thoại của thầy là 0902 720065. Là báo là đã chuyển khoản ha. Còn mọi thông tin phía trên này là các em vẫn điền đầy đủ cho thầy. Rồi xuống đây các em ấn gửi thôi. Ha. Nếu đã nộp bằng bằng ngân hàng rồi thì các em không phải gõ pin mã thẻ gì ở đây hết. Ha. Chuyện rất đơn giản ha. Chuyện cực kỳ đơn giản luôn. Đó là đăng ký học toán hè. Còn nếu các em muốn đăng ký học luyện thi viên bích thì các em nhấp vào dưới đây. Thì nó sẽ hiện lên một cái bảng mới là đăng ký các khóa học viên bích. Thì các em cũng làm y như vậy đó. Y như vậy. Chỉ có điều cái chỗ đăng ký đây thì các em nhấp. Ví dụ như các em muốn khóa học V71, V72, V73 luôn. Thì các em ấn 3 khóa. Thì các em phải nộp 300.000 ha. Bên này thì nó không có cái chế độ khuyến mãi. Cứ học một khóa là 100.000. Nhớ nha. Mỗi khóa học này là 100.000. Rồi. Thầy quên ghi trên trang web là học viên Bích là mỗi khóa này sẽ là 100.000. Rồi các em cũng chuyển khoản ngân hàng hoặc là nộp điện thoại tùy các em ha. Vậy thôi. Nó đơn giản vậy thôi mà các em. Còn mọi chi tiết thì không hiểu thì các em điện thoại cho thầy đó. Thì năm ngoái hàng hàng nghìn học sinh cũng đã đăng ký học rồi. Và chúng ta cũng đã đạt được những cái thành tích rất là tốt trong kỳ thi giải toán trên mạng cấp huyện, cấp tỉnh và có những em là cấp quốc gia luôn ha. Thì cũng xin chúc mừng các em đó. Và các em nhớ là hướng dẫn lại cho em của mình hay là cháu của mình vân vân, nếu nếu nó muốn học thầy luận ha. Cái này thì thầy khuyên là cũng nên tìm tòi học, học phí nó cũng không có bao nhiêu mà nó giúp mình lan tỏa kiến thức. Các cái bài giảng của thầy thì thông thường các em đã học qua rồi, các em biết là rất kỹ càng ha. Rồi tạm biệt các em, hãy nhớ trang web là buinluan.com. Các em gõ buồn luận.com là nó đủ ra rồi.
khỏi phải gõ cái WordPress nữa ha. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở trong các cái khóa học. Chúc các em một mùa hè vừa có sức khỏe, vừa kết hợp chơi vui vẻ, vừa học những bài toán trên mạng của thầy một cách thú vị.